Đến với bài số 4. Lệnh về tham mơ Teon, ATP, Teon, Teop và Teonora. Mấy ngày rồi mình cũng khá là bận, nay muộn muộn chút rồi nhưng mà vẫn cố gắng quay video để hướng dẫn các bạn tiếp tục các bài tiếp theo để hoàn thành giáo trình mà mình đã đề ra. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài 4. Bài 4, chúng ta tiếp tục mở phần mềm Tia Photo V14FV1 như của mình, hoặc các bạn cũng có thể xài V13 hoặc V15 hiện tại. Mình khuyến khích các bạn xài Win 10 thì nên xài V15, vì V14FV1 nó rất là kén bản Win 10, có những bản không cài được, có những bản sẽ cài được. Chúng ta sẽ đến với bài 4. Timer Teon Teo TP và Teonor tạo bộ logic mới. À, mình quên mất, phải chấm cũng được. Chúng ta cấu hình thiết bị new device Symantec 7200 CPU 1212, nhưng mình vẫn thích con này. Như các bài trước, mình đã hướng dẫn các bạn về system and clock, sung và các cuộn thường đóng thường mở và set reset, lệnh bắt sung sườn lên sung sườn xuống. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào một bài mới, đó là timer. Các bạn vào main. Timer là gì? Timer là những bộ định thì. Với dòng S7-1200 thì nó có 4 timer tiêu chuẩn: TP, Teon, Teop và Teonor. Ở đây chúng ta có thể kích vào timer, đấy, 4 loại này ra, hoặc bạn kích vào đây và đánh chữ Teon hoặc TO hoặc TP hoặc TONOR. Đó, thì đầu tiên mình xin giới thiệu về dòng TP. Mình đặt tên cho nó, mình đặt T1 đi. Đặt thời gian định thì cho nó là 10 giây. Nếu các bạn không viết chữ S vào thì các bạn có viết 550, nó sẽ tính mặc định là mini giây. Ví dụ mình viết 500, không phải viết chữ S, nó sẽ mặc định là mini giây. Còn mình sẽ viết là 5 giây. Mình tạo xung trước cho nó là một cái I0.0 và đầu ra của nó sẽ là Q0.0. Đó, bây giờ để các bạn hiểu được hoạt động của con TP này hoạt động như thế nào thì các bạn hãy xem dàn đồ thời gian mình vẽ sau. Đây, đây là về con timer TP. TP thì nó sẽ có đầu vào và đầu in, cũng tương tự như ở bên này. Xung đầu vào của mình là I0.0, thì mỗi lần I0.0 bật, I0.0 được tác động lên trong một thời gian thì con TP này sẽ có điện. Con TP này được cấp điện thông mạch thì thời gian sẽ đếm từ 5 giây, từ 0 đến 5 giây. Khi đến đủ 5 giây thì sẽ xảy ra hiện tượng gì? Đầu quy sẽ ngắt. Có nghĩa khi các bạn tác động vào I0.0, đầu hào hoặc hay cách khác, hay nói cách khác là đầu in của TP, thì đầu quy của TP sẽ luôn có điện trong thời gian PT, trong thời gian 5 giây của PT mình đặt. Đó. Hoặc các bạn chỉ tác động xung một phát, một lần hoặc hai lần gì đó thì mặc định con TP này cũng sẽ chạy hết chu kỳ PT, con chạy hết chu kỳ thời gian PT và đầu quy. Khi hết chu kỳ thời gian PT thì đầu quy sẽ mất. Các bạn có thể để ý thấy. Bây giờ mình test cho các bạn xem điều đó có đúng hay không. Chúng ta bật Start Simulate hoặc Control Shift X
mình dạo này máy của mình nó cũng hơi lag một chút, nên quá trình mô phỏng cần một chút thời gian. Mong các bạn chú ý theo dõi. Trong quá trình mình giảng dạy có vấn đề gì thắc mắc thì các bạn có thể comment bên dưới, hoặc cũng có bạn nào muốn học với muốn thực hành trực tiếp thì có thể đăng ký với trung tâm, hoặc bạn nào muốn học những khóa nâng cao, muốn học những cái phần riêng chuyên dụng thì cũng có thể liên hệ với trung tâm. Trung tâm cũng có cái khóa học dành cho những người muốn chuyên dụng là về những phần mềm nào đó, ví dụ truyền thông đặc biệt, những con này, những dòng PLC này, dòng PLC khác, hoặc các loại khác, hoặc điều khiển servo, hoặc điều khiển các loại. Các bạn cũng có thể liên hệ với trung tâm theo đường link bên dưới hoặc Gmail. Thôi, mình PA đến thế, bây giờ tiếp tục chúng ta vào bài giảng của mình. Chúng ta bật Start Simulator lên, nó chương trình xuống, mở rộng nó ra. Đó. Tạo project mới, new project. Rồi, sau đó chúng ta mở sim table lên. Hoặc add new một sim table mới. Mình hay add new sim table. Y0.0 và Q0.0. Đây. Chúng ta bật monitor lên. Mình sẽ cố gắng cho các bạn xem cả ba màn hình. Xem. Đây cái phần két của mình chỉ là phần mình vẽ ra cho mọi người dễ nhìn thôi. Không bao gồm mà ẩn ý gì hết. Đó. Đó, có vẻ là vẫn thấy rồi đấy. Bây giờ chúng ta tác động đầu vào, đầu in, hay nói cách khác, Y0.0. Đây. Y0.0 và Q0.0. Ta tác động vào đầu in. Mùa xô rất là dài đi. Đấy, các bạn có thể để ý. Xung đếm đến 5 giây. Đầu quy sẽ ngắt. Cũng giống như bên này. Ta tác động đầu in. Nên giá trị PT luôn mặc định ở 5 giây. Đúng không ạ? Đây là PT. Luôn mặc định ở 5 giây chỗ này. Và khi ta ngắt xung xuống. Ngắt đi. Đó. Thì cái này vẫn ngắt. Hoặc ta có thể tác động hai xung cùng một lúc. Khoảng cách rất là ngắn. Chưa đến thời gian PT. Thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? Tác động, dừng, tác động, dừng. Thì cái này vẫn sẽ chạy. Mình làm lại cho các bạn có thể nhìn rõ hơn. Tác động, dừng, tác động, dừng. Đó, thì cái PT này luôn chạy và cái này luôn chạy. Nhưng khi nó chạy đến 5 giây, khi chạy đến giá trị PT, mặc định cái này sẽ về không. Và con PT cũng sẽ ngắt. Các bạn có thể thấy không ạ? Mình làm lại một lần nữa. Tác động, dừng, tác động, dừng đi. Sau khi đến 5 giây, con này sẽ ngắt, full luôn và về không luôn. Quá trình này sẽ được làm lại nếu các bạn con PTP này các bạn cứ tác động một xung, nó sẽ chạy hết chu kỳ PT các bạn đặt. Và trong quá trình chạy PT thì đầu quy sẽ luôn mặc định được lên 1. Và khi hết PT, đầu quy sẽ về 0. Cho dù trong khoảng thời gian PT các bạn có tạo động bao nhiêu xung hoặc một xung liền tù tì thì nó cũng chỉ chạy, con đầu quy cũng cũng chỉ có trong thời gian là PT, hay nói cách khác trên đây mình đặt là 5 giây,
Đó là con tham mơ TP. Bây giờ chúng ta có 4 loại tham mơ. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn tham mơ teon. Chúng ta chỉ việc đổi con này là teon thôi. Về bản chất teon cũng sẽ giống TP. Giống gì? Giống ở đây là cái gì? Nó cũng sẽ có một bộ định thì đặt là 5 giây. Mình đặt PT là 5 giây. Mình tác động vào đầu in. Teon sẽ bắt đầu đếm. Nếu đầu in nó có điện liên tục thì trong thời gian quá thời gian PT trễ, ví dụ mình đặt PT là 5 giây và đầu in có điện trong vòng nhiều hơn 5 giây thì đầu quy sẽ sáng. Đầu quy sẽ lên 1 khi PT đủ. Mình giải thích thì cũng hơi khó hiểu, các bạn sẽ để ý cho mình vào bản đồ thời gian mình vẽ. Đây, đối với teon. Khi các bạn cho đầu in lên 1. Bạn thấy không ạ? Đây là khoảng thời gian nó đếm từ 0 đến giá trị PT, giá trị ET đếm từ 0 đến PT. Đó. Thì vấn đề gì xảy ra? Khi các bạn đếm đủ đến đúng TP. Đây. Khi các bạn đủ đếm đủ PT thì đầu quy sẽ lên 1. Và khi nào các bạn ngắt input thì đầu quy sẽ tự động về 0. Còn nếu các bạn tác động một xung thì một xung trong thời gian ngắn hơn giá trị PT. Đây, ngắn hơn giá trị PT thì timer sẽ đếm nhưng không hề có xung ở đầu quy ra. Có nghĩa timer này trễ đủ thời gian và các bạn đầu này phải duy trì. Đó. Thì mình sẽ test cho các bạn thấy. Ở đây mình sẽ test cho các bạn thấy. Các bạn note lại chương trình vì mình vừa sửa teon teon. Đây. Đầu tiên nếu chúng ta note lại chương trình. Đầu tiên nếu đầu in có điện teon sẽ đếm. Đếm. Đếm đủ VT thì quy sẽ có điện. Đó. Đúng ứng với trường hợp này. Và cái PT luôn ở 5 giây. Các bạn ngắt đi. Nó sẽ mất. Tự động reset. Tác động. Ngắt đi. Hoàn toàn không có. Tác động. Duy trì dài hạn. Đó. Ngắt đi. Bây giờ giá trị ET trong các con timer là gì? Giá trị ET sẽ là giá trị đếm. Ví dụ các bạn đếm từ 0 đến 5. 0 đến 5 giây thì giá trị ET sẽ là giá trị chạy trên này. Các bạn có thể lưu nó ra. Ví dụ mình cho khối mum. T1 chấm. Khối mum các bạn chưa đọc. Mình sẽ so sánh các bạn chưa đọc nhỉ. T1 chấm ET. Đó, mình mua vào một khối DMD100 chẳng hạn. Kiểu này là kiểu D-in. Timer cũng được, ok. Nó xuống. Đó, các bạn nhìn 0 mini giây. Tao tác động. Tao tác động. Đấy, đó sẽ là giá trị đếm. Các bạn có thể để ý thấy. Đó. Nếu các bạn để là D in thì nó sẽ giá trị từ 0 đến 5.000. Bởi vì đây là giá trị mini giây. Tiếp tục. Chúng ta đến với timer tiếp theo. Đó là timer TOP. TOP khác TON ở chỗ nào? Khi các bạn, nếu là TON các bạn tác động vào đầu in sau một thời gian PT thì đầu quy sẽ có, nhưng đầu in sẽ phải duy trì. Còn TP, đối với dòng TP, các bạn tác động một xung, nó sẽ tự lên. Trong trong khoảng thời gian đếm PT thì đầu quy luôn có điện, nhưng khi hết PT, đầu quy mặc định mất, phải không? Bây giờ T1 khác TP ở chỗ nào? À, khác T1 à, mình xin lỗi. Bây giờ đến T1 khác T1 ở chỗ nào? T1 khi các bạn cấp điện vào đầu in, đầu quy luôn có, đầu quy luôn lên 1.
Và khi các bạn ngắt điện ở đầu in, timer bắt đầu đếm. Đếm khi đủ bằng PT thì đầu quy sẽ ngắt. Đó. Có thể mình nói các bạn rất khó hiểu, các bạn hãy xem vào giản đồ thời gian tiếp theo. Giản đồ T-Org. Trong quá trình mình giảng dạy có vấn đề về mình nói nhầm về T-On, T-Org thì các bạn mong các bạn thông cảm. Đây. Nếu đầu in các bạn tác động luôn có thì đầu quy luôn có và timer không đếm. Khi các bạn ngắt, khi các bạn ngắt, ngắt đầu in. Đó. Các bạn ngắt đầu in thì đầu quy sẽ sáng trong giá trị PT và giá trị PT bắt đầu đếm. Khi đếm, khi giá trị bằng giá trị PT, có nghĩa là khoảng thời gian khi các bạn đếm bằng PT thì đầu quy sẽ về 0. Và giá trị PT luôn ở 5 cho đến khi các bạn tác động đầu in lần tiếp theo. Không phải ở 5 mà ở giá trị PT. Hay nói cách khác, mình đặt ở đây là 5 giây. Đến lần tiếp theo khi các bạn tác động vào đầu in, các bạn tác động 2 lần liên tục thì đầu in sẽ tự động reset. À, đầu, thì T-Off sẽ tự động reset. Mặc định nó sẽ đếm lại. Giống với T-On. T-On cần duy trì để tác động vào đầu quy thì T-Off cần ngắt mà không được tác động lại cho khi nó chạy, cho đến khi nó chạy hết PT. Đây, mình sẽ test cho các bạn. Đấy. Giáo trình bên mình giờ vẫn đang trong quá trình viết, nên sắp tới mình sẽ có giáo trình để link bên dưới cho các bạn có thể tải về xem. Đây, mình xin giới thiệu về T-Off. Tác động. Mặc định đầu quy sẽ có, đầu quy sẽ sáng. Các bạn có thể thấy không ạ? Đây, khi tác động, ta tác động, đầu quy sẽ có luôn. Mình xin lỗi. Đây. Các bạn thấy không ạ? Khi ta tác động, đầu quy sẽ có điện. Và thời gian không đếm. Khi ta ngắt ra, đó, bắt đầu đếm và đầu quy vẫn có điện. Khi đến đúng điểm PT luôn bằng giá trị đạt thì giá trị đầu quy sẽ ngắt. Nếu ta tác động ngắt đi, tác động lại thì T-Off sẽ tự động reset. Mình làm lại về phần hai xung cho các bạn xem. Đầu tiên, một ngắt một lần, nhưng các bạn tác động lại nó sẽ tự động reset. Ngắt lần thứ hai, sau đó sẽ off. Đó. Còn một con timer cuối cùng là con timer T-on order. T-on order bản chất nó là một con T-on, nhưng nó sẽ có thêm chân reset vào bộ nhớ. Reset mình để là i0.1. Nó dần gì xuống. Vậy tại sao nó lại có thêm chân reset và tại sao lại gọi nó là T-on OR? Đúng không ạ? Bây giờ mình add thêm một cái i0.1. Đó. Vì mình nó lại dữ liệu của PT nên bây giờ mình sẽ reset nó đi. Ok. Rồi sau, khi các bạn tạo lên nó sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ nói điểm khác của T-on và T-on OR. Về bản chất, hai con giống nhau. Khi các bạn tác động vào đầu in quá thời gian PT, đầu quy sẽ có. Nhưng T-on OR là T-on có nhớ. Khi các bạn tác động vào đầu in, thời gian của con PT, của con T-on OR sẽ chạy đến giá trị PT. Mặc định nó sẽ bằng, đầu quy nó sẽ bằng 1. Nếu các bạn chạy được 1 giây, các bạn ngắt đầu in đi, thay vì T-on nó tự động reset về 0 thì T-on OR sẽ giữ nguyên lại giá trị ở 1 giây. Và khi đến 5 giây các bạn ngắt đầu in, nó cũng sẽ không reset mà mặc định đầu quy sẽ có. Và vậy làm thế nào để reset nó? Thay vì giống T-on mình chỉ việc ngắt đầu in ra thì bây giờ mình cần tác động một xung vào chân reset hay là chân R. Các bạn có thể tham khảo giản đồ. Khi ta tác động lần đầu tiên,
thì Theon bắt đầu đếm và không hiện tượng gì xảy ra. Sau đó các bạn ngắt, nó sẽ giữ nguyên giá trị tại đó. Khi các bạn tác động lên, nó sẽ tiếp tục lên. Khi các bạn ngắt, nó sẽ giữ lại giá trị đó. Khi các bạn tác động lên và khi đến giá trị PT đấy, thì đầu quy của nó sẽ có điện. Có đến khi nào? Nó sẽ có mãi mãi nếu các bạn không reset. Và khi các bạn reset đi, nó sẽ về không. Đó. Các bạn có thể thấy. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn thấy. Đầu tiên, mình sẽ tác động một xung thôi. Một. Đó, mình dừng lại. Nó dừng lại ở 712 mili giây. Ta tác động tiếp theo. Lại đếm tiếp. Mình dừng, nó dừng lại ở 2,2 giây ở 150 mili giây. 152 mili giây. Ta tác động tiếp. Lần thứ ba, lại dừng tiếp. Nó dừng lại ở 2 giây. Vậy khi các bạn tác động đủ đầu in đến giá trị PT thì đầu quy sẽ có. Và có đến khi nào các bạn reset nó sẽ mất. Mình sẽ thử cho các bạn thấy. Đó. Khi đến đủ 5 giây, đầu quy sẽ sáng. Giá trị PT dừng lại ở 5 ở giá trị PT. Giá trị của timer dừng lại ở giá trị PT. Các bạn ngắt đầu in ra, mặc định timer vẫn nhớ, vẫn dừng lại ở giá trị PT. Vậy các bạn có tác động đi tác động lại rất là nhiều lần nó vẫn vậy à? Đó. Vậy làm sao để reset nó? Các bạn có thể tác động vào reset. Đó. Timer sẽ mất. Hoặc trong quá trình các bạn chạy đến 1 giây rồi, các bạn muốn reset, các bạn có thể reset bất cứ lúc nào. Chân reset mà tác động mặc định thì chân in các bạn tác động vào cũng không có ăn thua. Nó giống kiểu một dạng SR ưu tiên reset. Các bạn nhớ bài hôm trước không ạ? Mình cũng không nhớ rõ chắc chắn là SR hay RS, nhưng mình đã nói vấn đề này rồi. Các bạn có thể xem tham khảo bài hôm trước thì sẽ hiểu rõ hơn. Thì mục đích của con này cũng tương tự. Vậy là mình đã giảng xong về bốn loại timer: TP, Teon, TOP và Teon. Còn về các dàn đồ thời gian này là hoàn toàn do mình tự vẽ. Và về phần tài liệu và giáo trình thì mình sẽ gửi đến các bạn sau. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi video của mình. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại.